Hello, xin chào quý độc giả của Molistar, mình là Annie. Sau chương trình thì cảm xúc của chị vẫn đang rất là vui, thì không biết chị có thấy kết quả như thế này như thế nào? Thật ra thì đối với Annie là mình, cái cảm xúc của mình, cái sự tiếc nuối của mình và cái niềm vui của mình nó sẽ phụ thuộc vào từng cái sự thể hiện của mình ở từng vòng thi, chứ nó sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào kết quả. Thì đối với Annie là cái vòng vừa rồi là mặc dù vòng này, mặc dù là mình không có được may mắn đi tiếp, nhưng mà mình cảm thấy là mình đã hoàn thành rất là tốt cái màn phòng thi của mình rồi, cho nên đó là lý do mà Annie cảm thấy là mình cũng không còn nhiều quá là tiếc nuối nữa, mà cái nhiệm vụ của mình là mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong tương lai. Dạ, thì chị đánh giá về cái hành trình mình tham gia Việt Nam Idol của chị như thế nào? Câu này được hỏi rất là nhiều, câu này Annie được hỏi rất là nhiều, mình cũng trả lời rất là nhiều lần rồi, nên là mình cảm thấy là mình cực kỳ may mắn luôn, tại vì vào đây mình được làm việc với rất là nhiều các anh chị lớn, và mình thêm một cái nữa là mình được gặp các bạn trẻ và các bạn ấy năng lượng rất là tốt và mọi người cũng rất là tài giỏi nữa. Mọi người thường nghĩ là Annie đi thi thì Annie sẽ lợi thế hơn mọi người khác. Họ đồng ý là mình cũng có lợi thế một xíu, mình cũng có kinh nghiệm hơn các bạn trẻ, nhưng mà thật sự là về năng lượng và về cái sự mà tài năng thì Annie thấy là các bạn ở trong top 10 mọi người cực kỳ giỏi luôn. Cho nên là khi mà Annie được lọt vào top 10, Annie cảm thấy là mình cũng ra gì đó chứ. Tham gia nghệ thuật cũng lâu rồi và để tới mình trưởng một nhóm nhạc, thì bây giờ chị chọn tham gia một cuộc thi âm nhạc nữa, thì cái quyết định này nó có liều lĩnh quá không? Thật ra là lúc đầu mà để anh ấy quyết định là tham gia Việt Nam Idol là mình đã phải suy nghĩ tầm 2 tháng, tại vì rất là nhiều câu hỏi mình tự đặt cho bản thân của mình. Coi như là khi mà Annie quyết định là mình tham gia Việt Nam Idol là Annie quyết định là mình sẽ bỏ, không phải là mình chối bỏ cái con người cũ của mình, nhưng mà mình muốn là mình sẽ không vì những cái mà ở trong quá khứ mà có thể cản bước mình để mình tốt hơn ở trong tương lai, cho nên là Annie đã gác nó qua một bên. Những cái chuyện gì đã cũ thì Annie muốn là nó sẽ trở thành một cái kỷ niệm rất là tốt, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình vẫn phải phát triển ở trong tương lai. Đó là lý do mà Annie quyết định là mình sẽ phải tham gia. Chọn một cái con đường tham gia nghệ thuật khá là an toàn, thì chị có sợ là bị đánh giá là nhẹ và không có tạo được cái điểm nhấn trong cái hành trình sự nghiệp của mình không? Thật ra là đối với Annie thì trước giờ là mình chưa có quá nhiều khoảng thời gian để mình có thể hoạt động một mình. Trước đây mình đã hoạt động trong âm nhạc, nhưng mà mình làm với nhóm và mình cũng làm ở trong một công ty chủ quản. Thì mọi người cũng đã biết thì Annie mới vừa kết thúc hợp đồng với công ty cũ và mình mới vừa bước chân ra đời thôi. Giống như là kiểu trước giờ là mình luôn luôn ở trong một vòng tay của bố mẹ, tất cả mọi thứ đều có bố mẹ sắp đặt và bố mẹ lo lắng hết. Mình chưa bao giờ được va chạm bên ngoài nhiều, cho nên đó là mình nghĩ là cái tuổi của mình ấy thì nó hơi già thiệt, nhưng mà về kinh nghiệm á thì maybe là mình cũng chưa có nhiều đâu. Mình chỉ là mình nó dùng cái từ hơi bị công nghiệp một tí, mình chỉ làm nó theo những cái gì mà đã được tập luyện sẵn hoặc là thế này thế nọ thế kia, chứ mình chưa có thể nào mà cảm nhận do chính bản thân của mình và một mình ở trên một cái sân khấu như thế được, của bao nhiêu người khán giả. Và Annie nghĩ là đây mới chính là cái bước bắt đầu, và Annie nghĩ là đây mới là cái bước để mình bắt đầu cái con đường solo của mình, để đi tìm bản thân của mình. Chị vừa chia sẻ là đi tìm bản thân của mình, thì cái cách nào để chị tìm ra được để tìm bản thân của mình đó, thì Annie nghĩ là cái câu hỏi đó nó cũng khá là khó, tại vì nó còn rất là nhiều thứ, và Annie nghĩ là mình phải va chạm nhiều, giống như là mình phải có nhiều trải nghiệm, và sau những cái trải nghiệm đó mình phải có một cái gì đó mình nhìn lại. Giống như Annie khi mà tham gia Việt Nam Idol, mình không quá là đặt nặng về kết quả đâu, nhưng mà mình cực kỳ muốn là mình sẽ dành từng giây từng phút để mình tận hưởng những cái giây phút mà mình được làm việc với mọi người, được đứng ở trên cái sân khấu này, được các anh ban nhạc đánh nhạc cho mình hát, được các bạn đi tác làm nhạc cho mình hát, được nghe mọi người la mắng là tại sao em lại hát khô như thế, lên sân khấu em hát như thế là không được, em hát như thế là trên sân khấu nghe rất hụt hơi, bla bla bla, hoặc là được các khán giả để ý tới, mặc dù người ta có chê mình nhưng mà chính xác là người ta cũng đã để ý đến mình, người ta mới chê mình, cho nên đó là đối với Annie là những cái đó rất là kỳ quý giá luôn. Dạ. Thì sau cái hành trình tham gia tại Việt Nam Idol thì kế hoạch tiếp theo của chị sẽ là gì? Thực ra là nếu mà mọi người có theo dõi Annie thì ở cái vòng ở Phú Quốc thì Annie cũng đã có hát một bài hát là do chính mình sáng tác rồi, và Annie đang trong quá trình là mình sẽ hoàn thiện và cho ra sản phẩm đó. Thế là ngày hôm nay mình dừng chân ở đây, nhưng mà mình sẽ không bao giờ never stop như mọi người. Sau đó mình sẽ ra sản phẩm, hy vọng là mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ cho sản phẩm của mình thật nhiều.